Xin chào các bạn và các em nhỏ. Hôm nay mình chia sẻ cách ươm hạt chanh dây từ trái nha các bạn. Đây, trái chanh dây ở Mỹ như thế này đây các bạn. Tại vì người ta bán trái tươi nhưng mà bán hơi lâu, hơi cũ cho nên nhìn cái màu nó đen đen. Nhưng mà hạt giống ở trong rất là tốt nha các bạn. Mình ươm vẫn lên cây, lên mầm rất là khỏe mạnh. Các bạn ở Việt Nam thì nói đến chanh dây ở Việt Nam chắc bán rất là nhiều, ở Mỹ thì hơi hiếm. Mình đi tìm mua mãi mới được 3 trái như thế này đó các bạn. Thì bây giờ mời các bạn và các em nhỏ theo dõi mình ươm hạt chanh dây như thế nào nha. Các bạn ơi, chanh dây ở Mỹ thì nó không có ngon giống như bên Việt Nam. Mình mua về mình để cũng hơi cũ rồi mình mới làm. Không sao, cái hạt vẫn còn tốt nha các bạn. Thì mình đổ ra trên một cái rây như thế này nè các bạn. Thì mình lấy hạt thôi. Đó, mình đổ ra như vậy để mình lọc, mình lấy hạt. Chanh dây ở Mỹ nó đã hơi cũ rồi. Mình mua về mình để trong tủ lạnh hơi lâu, cho nên mình mới ươm. Thì bây giờ nhìn cái nước của nó không có còn vàng nữa. Nhưng cái hạt như vậy mình ươm lên cây giống rất là tốt nha. Đó. Các bạn rửa càng sạch thì càng tốt, nhưng mà còn dính một chút xíu cũng không sao ha. Đó, như vậy cái mình đem mình phơi nha các bạn. Mình phơi chừng một nắng thôi. Đó. Thì phơi nắng nhẹ nhẹ thôi các bạn, chủ yếu cho nó khô ráo thôi là được rồi. Đừng có phơi nắng nhiều quá. Các bạn ơi, đây là những hạt chanh dây của mình đã khô ráo rồi. Thì mình không có nắng phơi. Ở Mỹ thì bây giờ gió rất là nhiều, lạnh nữa, không có nắng. Thì mình bỏ ở trong cái rây, cái lưới đó. Mình để ngay chỗ nào mà ấm ấm hoặc là chỗ nào có quạt á, thì 1 đến 2 ngày nó cũng khô ráo như thế này. Thì để cho mình dễ dàng ươm đó. Đây, thì bây giờ mình ươm thì mình sẽ lấy từng hạt lên. Mình dùng cái dũa mà mình để mình dũa móng tay đó. Mình sẽ dũa sơ cái đầu nhọn của cái hạt thì rất là nhỏ, không biết các bạn có thấy rõ không. Thì mình dũa như thế này, đó, rớt rồi. Khó cầm lắm các bạn, cho nên các bạn phải làm khô thì mình mới cầm được chứ. Nó còn tươi á, nó rất là trơn, nó trượt tay, mình không thể dũa được. Đây, cái hạt rất là nhỏ thì mình chọn ngay cái đầu nhọn của cái hạt mình dũa nha các bạn. Đó, mình dũa vừa vừa thôi, mình cảm thấy nó mỏng đi cái vỏ đen chút xíu là được. Đó, là mình để riêng qua một bên. Đó, mình sợ các bạn dũa hơi sâu cho nên cái hạt chanh dây nó nhọn như thế này thì mình dũa hơi mạnh tí nha. Mình dũa mình đếm chừng 5 cái là ok. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 là được rồi đó. Chứ các bạn đừng có dũa nhiều quá thì sẽ hư cái hạt mầm của mình đó. Ok ha, cứ vậy đó. Cái hạt này nó đang nhọn thì mình dũa một cái là nó bằng luôn đó các bạn. 2, 3, 4, 5. Ok, vậy đó. Đừng có dũa sâu quá nha. Hạt nào thì mình cũng làm như thế hết. Còn nếu mình không dũa những hạt này đó các bạn, mình ươm nó sẽ rất là lâu lên. Đó, hồi xưa mình cứ ươm như vậy, mình để mấy tháng nó cũng không có thấy lên gì hết trơn. Nhưng khi mình dũa đi thì nó sẽ lên. Mình cũng không có cần ngâm nước trước cho hạt đâu nha các bạn. Mình để khô thì mình mới dễ dũa. Mình ngâm nước xong là mình hết dũa luôn. Mình cầm lên cái hạt này nó sẽ rất là trơn và nó rớt lên rớt xuống. Chỉ có khô thì mình mới bám được như vậy thôi. Hạt chanh dây này mình mới vừa dũa xong đó các bạn. Bây giờ mình sẽ ươm vào trong cái chậu đất này. Đất ở Mỹ thì mình dùng đất thóp soi nha các bạn. Những loại đất mình hay trồng rau quả đó. Còn ở Việt Nam thì nếu các bạn có đất ở trong vườn lấy ươm cũng được. Hay là các bạn mua những loại đất mà chuyên trồng cho rau quả, cho tất cả các loại cây á, mình ươm thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu không có, mình lấy đất ở trong vườn nhà mình ươm cũng không sao ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ rải vào trong này. Mình đừng có ươm hạt quá sâu xuống dưới đất nha các bạn. Mình chỉ để cạn cạn ở trên này thôi. Đó, mình để như vậy rồi mình lấp đất qua chút xíu. Chứ mình đừng có
sâu xuống dưới thì cái hạt của nó sẽ bị dễ bị úng nha các bạn. Để ở trên mặt thôi rồi mình trộn qua trộn lại như vậy là được rồi. Đó, mình rọi gần sát. Đó, những hạt chanh dây của mình nè, mình cứ lần lượt mình rải đều ra như vậy. Mình đừng có bỏ xuống sâu quá, rất là cạn ở trên thôi, chỉ có một lớp đất phủ qua cái hạt này thôi các bạn. Đó, mình rải đều hết nha. Bạn thấy rõ không? Rải đều hết ở trên mặt này. Rồi, mình sẽ trộn qua trộn lại thì cái đất này nó sẽ che sơ cái phần cái hạt chanh dây của mình. Sau đó mình sẽ tưới nước nha các bạn. Thì mình ươm như vậy thì khoảng hơn một tháng, chừng một tháng 6-7 ngày á, thì nó sẽ lên hạt nha. Có khi ở Việt Nam nắng ấm thì nó lên sớm hơn, còn ở Mỹ mình ươm khoảng một tháng 10 ngày á, mình thấy nó lên mầm nha các bạn. Rồi khi mà nó đã lên mầm rồi thì nó rất là nhanh lớn. Đó, bây giờ mình sẽ tưới nước. Thì mình ươm như vậy, một ngày mình tưới nước một lần thôi nha các bạn. Hạt chanh dây này thì mình tưới nhiều nước thì sẽ dễ bị úng. Khi nào chanh dây nó lên cây rồi thì cần rất là nhiều nước. Còn cái hạt thì mình chỉ tưới mỗi ngày một lần thôi. Mình đã bỏ hạt chanh dây vào trong đất này rồi. Bây giờ mình sẽ dùng một cái miếng bao ni lông có ánh sáng chiếu vào nha các bạn. Một cái loại bao ni lông này là để bịt đậy thức ăn đó, để mình đậy thức ăn. Thì mình sẽ đậy sơ như vậy thôi. Đó, mình không có cột lại nha các bạn. Mỗi ngày thì mình dỡ ra như vậy, mình tưới. Đó, mình tưới như thế này. Mình tưới xong rồi ấy, thì mình sẽ đậy lại. Mình đậy lại như vậy để tạo độ ẩm cho cái hạt chanh dây của mình nó mau nảy mầm nha. Thì đó, như vậy thôi, đừng có cột kín là được rồi. Khi nào mình thấy lên mầm thì mình sẽ dỡ cái giấy này ra để cho những cái mầm lá nó phát triển nha các bạn. Khi mình ươm cây thì mình sẽ đem cái chậu cây này mình để gần ngay chỗ nào có ánh sáng như cửa sổ. Thì đừng có đem ra nắng phơi là được rồi. Mình cái này mình phơi ngoài nắng thì sẽ bị hư đó. Để gần cửa sổ. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những cây chanh dây mình đã ươm trong một thời gian qua. Rất là dễ thương nha. Đây là những cây chanh dây mình đã ươm lên nè, các bạn thấy rất là dễ thương ha. Đó, như vậy thì những cái số chanh dây này mình gieo ở trong này thì từ khi lên mầm đến giờ là 2 tháng rưỡi rồi đó các bạn. Thì được như vậy đó. Những cái cây nhỏ ở dưới này cũng 2 tháng rưỡi luôn. Nhưng mà do mình để chung như vậy, mình không bấn ra. Nếu mình bấn riêng ra thì 2 tháng rưỡi sau những cái cây khác nó cũng lớn hơn cây này nữa. Đó, tại vì mình để như vậy cái cây này nó vượt lớn rồi, nó che ánh sáng. Những cái cây này nó không phát triển được. Cho nên khi mà lên cây khoảng chừng này rồi nè, mình nên tách riêng ra mỗi cây một chậu nha các bạn. Dễ thương ha. Đó, từ những hạt bé xíu mà mình ươm lên cái cây rất là xinh, nhìn rất là khỏe mạnh. Đó, như vậy là mình trồng được rồi đó. Thì ở đây cũng có một số cây mình cũng mới ươm sau này các bạn. Thì mình bỏ hạt vô trong này khoảng hơn một tháng thì nó lên mầm. Sau đó nó lên cái cây như thế này thì cũng được một tháng rồi đó. Đó, mình tách riêng ra thì sẽ mau lớn hơn. Một tháng thì sẽ được cái cây như thế này. Cộng thêm một tháng nảy mầm nữa là 2 tháng đó các bạn. Đó, cứ từ từ thì mình cũng có những cây giống dễ thương ha. Bên này một mớ nữa nè. Đó, thấy cưng chưa? Thương quá. Ở đây nữa. Đó, các bạn ơi, mình đã chia sẻ xong cách ươm được một cây chanh dây như thế nào rồi nha các bạn. Chúc các bạn ươm mau lên mầm, rồi mau lên cây trồng ra trái ra quả ăn nha. Rất là vui đó. Chúc các bạn ươm cây thành công, rồi trồng ra thiệt là nhiều quả nha. Nhớ chụp hình cho mình xem đó. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.